Chùa thì em cũng hiểu nhé, bá một con mối vì nó mới bắt nên là chưa dám buông nhiều, còn sợ nha nè. Giờ mình sẽ xách xuống cho anh em xem một con bối. Bây giờ nó chưa dám bung lên thì nó có độc, cái âm hơi đồng nhiều nha anh em. Còn ở ngoài là cái clip bắt nó, mình quay trong rừng á, anh em nghe cái tiếng gù nó là anh em thấy ác lắm nha nè. Mình sẽ quay cho anh em xem. Đây là một con bồi mới kỳ ra mấy tháng thôi. Để mình sẽ lấy cái góc rõ mình quay cho anh em xem. Anh em nào mà muốn mà đào tạo một con bối ở rừng già dạng như bối ly nha anh em, từ nước là mình sẽ zoom kỹ lại cho anh em xem, từ nước với âm giọng với cái lâm á, thì anh em chỉ cần mà kiếm một con bối mà đỡ vừa đào tạo lên chơi xem này làm mồi chiến á, thì anh em alo mình sẽ giao lưu cho anh em con chim này nha anh em. Lúc bắt con chim này nè, từ sáng cho tới trưa hai con ở trong rừng nó gù, là nói chung anh em nghe khiếp luôn nha anh em. Khi mà bò lại sát bên á, gần mà không thấy lông nhưng mà đỡ hai con nó gù tại đồi á, mình quay cái clip mình giữ trong máy đó nè. Anh em nào mà dụ như khi đã chốt nó thì mình sẽ gửi với cho anh em nghe. Thì nó là một con đồng phá thổ mọc hậu nha anh em. Nay vừa thì nó còn mới, nó giống cái âm nó thì chưa có rạc thổ nhiều. Còn cái nước nó thì có dặm, có độ gù. Ở ngôi thì nó khống gớm lắm nha anh em. Khi nhập vào thì hai con nó gù miệt mài luôn. Thì vừa rất là nhát, cực kỳ nhát nha anh em. Mới dạng lại đi thôi và nó bắt đầu nó thấy lông nè. Thì lòng mình cũng đang cho em bè học bập lai thứ trên rẫy mà mấy người đồng bào họ trồng á, và bây giờ nó đã chịu ghế chịu gu rồi, nói chung là nó bắt đầu nó muốn nói rồi nha anh em. Còn thủ thở anh em xem này, to ngực bự ba cánh ác nha anh em. Khi nó mà nó lên môi rồi thì anh em kem con chim này chơi thì bên dưỡng gian không bao giờ mà sợ yếu gu được nha anh em. Quay lại là ở trên rừng dè vừa nữa thì thôi, anh em chơi mà mốt lên môi anh em đi chinh chiến thì không suy nghĩ. Sắc lông thì đen đỏ, bộ lông rất ác nha anh em. Lúc nãy là mình sờ một con chim bối mình đang tập chân á, cái đuôi là gần nói chung là nó rất sợ, nó gù được một hơi là ngon rồi nha anh em. Nhiều lúc nó mới lên nó còn sợ lắm, anh em thấy không, thù thở không, là giống một cặp cánh là khó tìm nha anh em. Tiếng rất là tốt nha anh em, nó siêu rất là siêu giống. Nói chung là vợ anh em chỉ nuôi kỹ, bỏ ra cây rồi đó anh em cho ăn kỹ rồi nó sẽ quen là nó sẽ bung lên liền và nó sẽ đổ gù cho anh em nghe nha anh em. Còn dàn gù hậu thì anh em vừa nuôi mà mốt lên thì anh em đi chơi dưỡng gian, nhập vào trong thì chắc chắn là cái dàn trong nó thì không suy nghĩ rồi.
mặt đẹp đây nè. Đường uống rất là ác. Never thì nó gu cài lâm không có nhiều bằng ở ngôi nha nè. Ở ngôi thì cái hơi gu nó cài lâm gần hết luôn. Rồi thì anh em nào muốn tìm một con bổi đời sau này đào tạo lên làm một con chim mồi chinh chiến, thủ thợ ác, ly rừng và cứng gu cá cài lâm nữa, thì anh em cứ alo mình sẽ đỡ cho anh em sinh viên thôi. Anh em vợ anh em bỏ công ra anh em nuôi thêm, đào tạo thêm, đời sau này có một con chim rinh lên anh em chơi nha. Rồi, chào hết anh em.